biểu hiện có rối loạn khớp thái dương hàm thì ban đầu thường không rõ rệt, chỉ khi mà trở nặng rồi thì chúng ta sẽ phát hiện những cái dấu hiệu như là cứng hàm hoặc mỏi hàm, hoặc là há ngập miệng, hoặc là nhai thì có những cái tiếng kêu lục cục. Một số người thì sẽ bị viêm do cọ sát rồi trượt thì sẽ đau tai ở bên trong tai và ngoài tai. Ngoài ra thì sẽ có liên quan đến những cái triệu chứng đau đầu và mỏi gáy. Và biểu hiện rõ rệt nhất mà để trở nặng thì đó là bị lệch mặt. Mà lệch mặt thì phần lớn là do các khối cơ hàm như là cơ cắn thì thường nó sẽ cứng hết rồi. Thì các bạn có thể kiểm tra được ở nhà, miết hai bên cái rãnh cười kéo xuống thì các bạn sẽ cảm nhận hai bên nó khác nhau hoàn toàn. Thì điều trị khớp thái dương hàm hiện tại rất là khó khăn. Về mặt tây y thì người ta cũng chỉ cho thuốc giảm đau chống viêm cho các bạn, và điều trị thì thường không được triệt để. Còn hiện tại thì điều trị đông y như bên mình kết hợp với cả lăn chỉnh thì cũng là một cái phương pháp tối ưu, nhưng không hẳn là nó có thể điều trị nhanh được cho các bạn, bởi vì những cái trường hợp bị như thế này thì nó cũng từ rất lâu rồi. Thì phần lớn thì phải làm cho khí huyết lưu thông, làm cho các cơ được mềm nhuận, máu huyết được lưu thông, phải giải cơ và đưa hàm về cố định hàm lại thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Phần lớn là những cái bạn mà bị trước 3 tháng ấy, thì 1-2-3 buổi là nhẹ rồi, nhưng một số những cái bạn mà để hàng năm hàng mấy năm rồi ấy, thì cái đấy phải tính bằng tháng điều trị. Và cái nguyên nhân gây ra rối loạn cái khớp thái dương hàm phần lớn là do thiểu dưỡng, do cái lối sống sai lệch, do vấn đề ăn ngủ, do stress làm biến đổi cơ thể đi. Thì cái yếu tố mà để mà tạo ra cái dịch nhầy ấy, thì nó liên quan đến yếu tố về hệ bạch huyết, nó liên quan đến cái yếu tố về mũ thận,